Annyeong, chào các bạn. Hôm nay thì Thúy sẽ giới thiệu ngôi nhà của Thúy và chúng ta sẽ học một số những cái từ mới liên quan đến những cái đồ vật trong nhà nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến từ đầu tiên. Các bạn ơi, đây là cái gì? Nếu các bạn biết đây là cái gì, xin mở cho bạn nhé. Cha chan, đây chính là cái tủ đựng giày. Tủ đựng giày mình sẽ gọi là gì? Shinbal chang. Dạ, shinbal chang. Chim bài tráng các bạn nha. Rồi tiếp theo, ở đây có rất nhiều giày đúng không? Thật ra rất là nhiều giày. Những cái giày này thì mình sẽ gọi là Undonghwa. Undonghwa, đây là giày thể thao của chồng mình. Rồi còn những cái mà mình gọi giày chung chung á thì mình sẽ gọi là Shinbal các bạn. Shinbal. Shinbal, ok. Rồi tiếp theo, đây, cái này là cái gì các bạn? Đây là cái mà mình rất yêu thích. Mỗi khi mà mình đi ra ngoài, mình sẽ mặc quần áo đẹp này, mình đi giày đẹp này, sau đó mình sẽ soi gương một cái, sau đấy mình mới đi ra. Thì đây gọi là cái Khoul. Khoul. Nó hơi giống cái từ mùa đông là khoul một tí nha, nhưng các bạn đừng nhầm hai cái từ đó. Đây là khoul. Tiếp theo các bạn nhìn vào đây, chỗ này, đây là cái phòng gọi là chỗ nấu ăn của mình, thì mình sẽ gọi nhà bếp luôn. Nhà bếp tiếng Hàn có hai từ, một là từ buok, hai là chubang. Chubang. Chubang nghe nó cảm giác là hơi hoành tráng hơn một tí nha các bạn. Rồi đây thì có hai cái chảo. Thì cái chảo mà lòng nó ngắn như này để mình rán đúng không nào? Thì mình sẽ gọi là đúng rồi, Fryer pan. Rồi còn cái chảo mà sâu lòng như thế này để mình xào cái gì mà nó nhiều một tí lúc nào thì mình sẽ gọi là wok. Nhiều buồn cười nhỉ. Wok. Rồi tiếp theo, bây giờ mình sẽ đi vào đây. Cái này là đấy, cái đấy hồ bát đĩa nhá, thì mình sẽ gọi là konjote. Konjote. Konjo hay là khô đúng không nào? Konjote. Rồi đây thì mình có bát này. Bát là cái gì các bạn? Bát vỡ rồi. Bát là kuruk. Kuruk. Ok. Rồi tiếp theo có đĩa. Đĩa là cái gì các bạn? Đĩa là gì? Đĩa là chopsi. Chopsi. Đúng rồi. Rồi tiếp theo nữa, mình sẽ có đũa. Đũa là cái gì các bạn? Đũa là chokarak. Chokarak. Ok. Còn cái thìa là gì nhỉ? Cái thìa. Cái thìa chính là sukarak. Sukarak. Ok. Rồi đây thì có rất nhiều dao, nhưng mình muốn khoe với các bạn cái dao này. Các bạn có biết hôm trước mình và bạn Hiền, Hiền phiêu lưu ký đã làm cái mứt dừa đúng không? Và sau đó thì bạn Hiền, bạn ấy đã cho ra đi kem này luôn. Và đây chính úp, đưa luôn. À nhìn đấy. Đấy, thì cái dao này mình sẽ gọi là khai. Khai, khai nha các bạn. Rồi, ở đây có một cái loại dao nữa. Dao để mình gọt hoa quả đúng không? Thì mình sẽ gọi là khăm chắc khai. Khăm chắc khai. Bây giờ mình sẽ đi tiếp đến cái chỗ mình rửa bát. Chỗ rửa bát mình sẽ gọi là gì nhỉ? Sinkute, sinkute, sinkute. Ok. Ở đây thì có cái găng tay. Găng tay mà mình rất là thích, rất là to và rất là chắc chắn. Thì găng tay đó là changgak. Changgak. Changgak là găng tay nha. Còn nếu mình muốn nói là găng tay cao su thì mình sẽ nói là gomu changgak. Gomu changgak. Rồi ở đây có cái kéo nha các bạn. Cái kéo mình sẽ gọi là kawi. Kawi các bạn nha. Ở đây có cái nồi đúng không các bạn? Cái nồi thì mình sẽ gọi là nembi. Nembi. Tiếp tục nha, mình sẽ đi đến cái phần này gọi là cái chỗ để rác nhà mình, thùng rác. Thùng rác trong tiếng Hàn là Sureki-thung. Sureki-thung. Ok. Còn đây chính là nhà tắm nhà mình. Nhà tắm nhà mình thì có quá nhiều thứ, thì sau này mình sẽ giới thiệu hẳn một bài riêng về nhà tắm nha các bạn. Nhà tắm của chúng mình gọi là Hoa trang xin. Hoặc là Yục xin. Hoa trang xin là nhà vệ sinh nhá. Nhà tắm thì là Yục xin. Rồi tiếp theo, đây chính là cái mà nhà mình để rất nhiều đồ ăn ngon nhà mình trong đây. Đây gọi là chiếc tủ lạnh đúng không? Tủ lạnh trong tiếng Hàn là Neng chang gu. Neng chang gu. Tiếp theo, đây chính là cái chỗ mà mình luôn luôn hâm lại đồ ăn nóng lúc nào. Đây rất là to, đây là hàng của hãng LG các bạn nhé. Đây thì cái này mình sẽ gọi là lò vi sóng. Lò vi sóng tiếng Hàn là Chonjarenji. Chonjarenji. Ok. Rồi tiếp theo, ở dưới đây có một cái nồi cơm đúng không nào? Nồi cơm. Nồi cơm cúc cu. Nồi cơm cúc cu thì tiếng Hàn sẽ là Bap sốt. Bạp sốt. Bạp là cơm nhé, sốt là cái nồi. Bạp sốt là nồi cơm nhé. Ví dụ mình muốn nói là nồi áp suất, đây là nồi áp suất đúng không? Thì nồi áp suất mình sẽ là ấm nhóc bạp sốt. Ấm nhóc bạp sốt. Rồi các bạn ơi, đây là cái chỗ mà mình để mình quay video rồi sau đó mình biên tập các kiểu lúc nào. Thì đây là cái văn phòng ở nhà của mình. Thì cái chỗ này mình có thể gọi là Samushi. Samushi nha các bạn. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là cái máy tính đúng không? Cái máy tính thì mình sẽ gọi là, gọi đơn thuần thôi là computer. Computer.
Còn nếu như mà chỉ tính riêng cái màn hình thì thôi á thì mình sẽ gọi là monitor. Monitor. Rồi đây có một cái loa đúng không? Cái loa thì mình sẽ gọi là cái speaker. Rồi bây giờ ở đây thì Thúy có một cái gọi là cái laptop đúng không nào? Laptop thì mình sẽ gọi là gì? Notebook. Đố các bạn biết con chuột mình gọi là gì? Con chuột mình gọi là truy không? Truy. Mouse. Ok. Đây là cái tủ quần áo mà mình rất yêu thích luôn các bạn ơi. Đây là cái tủ quần áo mà nó có thể mở như thế này được. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Và mình đã dán rất nhiều những cái thứ mà mình rất là muốn đi. Rất là nhiều nơi mình muốn đi là mình đã dán ở đây rồi. Đấy. Cái đó rất là tuyệt vời đúng không? Thì cái tủ quần áo mình gọi là gì? Ốt trang. Ốt trang nha các bạn. Ốt trang. Ốt là áo á. Ốt là áo đó. Trang là cái tủ á. Ốt trang nha các bạn. Rồi và cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn cái mà mình rất yêu thích. Mình rất yêu thích em này. Đây chính là cái máy lọc không khí. Và tiếng Hàn của nó là 공기청정기. 공기청정기. Đấy. Thì đây là cái máy lọc không khí mà mình rất rất là yêu thích. Ví dụ như là mình đứng ở đây á, mình nấu cơm gì đấy và nó ra mùi á, và cái này nó sẽ quay xong nó hút hết cái mùi đó. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay và mình hy vọng rằng là cái video này nó một cái video rất là đơn giản thôi, nhưng mà sẽ giúp các bạn biết về một số những cái từ vựng bằng tiếng Hàn ở trong nhà của mình. Sau này thì mình hy vọng sẽ có cái thời gian để giới thiệu với các bạn về những từ vựng liên quan đến cái nhà tắm này, đúng nào, hoặc là những cái từ vựng liên quan đến mỹ phẩm này, hoặc những từ vựng liên quan đến nấu ăn hay là gì đó. Và mình hy vọng sẽ gặp được